hello van xin kính chào quý vị chào mừng quý vị quay trở lại van trong cái bản tin về tình hình của tiền điện tử cũng như là ngày mai cổ phiếu quay trở về à, hôm nay là ngày lễ thứ hai president day thành ra là không có cổ phiếu không có mở cửa nha quý vị thì cbai new có rất nhiều tin gút cho nên là nó đã có những cái gọi là sell the news thì trong cái tin tốt cho tiền điện tử và CBA new thì Ví dụ như là Australia này thì uh, blockchain chop platform vừa mới đăng ký một cái kế hoạch để scB New làm payment quý vị nha. Thứ hai là Russia là người Nga đã tất cả đã uh, quá quá vui vẻ và quá sung sướng khi mà đã đưa cho cái thông tin của họ về cái vấn đề những cái người mà mà đã từng chơi và đã có những cái lợi nhuận từ SBI New á và À, hôm nay thì họ cập nhật thêm những cái vấn đề giữa Gainer và Loser trên những cái trạng thái của tiền điện tử Và Dogecoin thì có cái động thái mới của Elon Musk đã nói trên cái bài Twitter vào đêm ngày hôm qua Thì sáng nay họ mới đăng đó Rồi à, một số những cái tình tiết khác nữa thì bây giờ Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị Tại vì Siba News nhiều khi nhiều tin tốt thì nó sẽ bị, uh, bị sell the news nha quý vị và đặc biệt có một cái thông tin đó là cái đang có cái cuộc live trực tiếp của mạng xã hội của cựu tổng thống Donald Trump mang tên là Trump uh, Truth Social thì bây giờ cái app này hiện tại là quý vị chỉ đăng ký đợi trên waiting list thôi chứ không thể nào mà sai app được uh, và xà đang dùng mac macbook nên là không không có ép được quý vị nha cái app uh, cho dành cho iPhone only thôi Có nghĩa là trên cái app store Thì quý vị Cái Macbook này nó cũng có cái app store Nhìn nó cũng như, như trên iPhone Nhưng mà họ chưa có cho Macbook Tải cái app đó quý vị nha họ, họ mới chỉ cho trên iPhone only Đó Và cái con số size app thì họ nói là Khi mà chờ đó Thì cái người này họ cũng đưa ra một cái ví dụ Là nó lên tới hơn 150.000 waiting list Đang chờ Còn lại thì có thể là Um, con số nó sẽ rất là cao tại vì rất nhiều người đã vào đăng ký thì quý vị chỉ bấm vào cái cái app đó thôi sau đó quý vị bấm uh, họ tên tên đầu này tên cuối này sau đấy thì địa chỉ email rồi quý vị um... Uh, bấm vào cái nút tôi chấp nhận Tất cả những điều luật ở trong cái app này đó Sau đấy thì submit thế thôi Thì submit xong thì nó sẽ hiện lên cho quý vị Cái, cái, cái waiting list Mặc dù hôm nay nói là ra mắt Nhưng nó vẫn chưa có được quý vị ơi Họ vẫn cứ chờ chữ waiting list nha Và họ đưa ra Cái um, thông tin Là có thể để cho nó fully operational đó, có nghĩa là để cho cái cái app chốt social của ông ấy được uh, đi vào lưu hành trong cái Uh, giống như mình dùng những cái mạng xã hội khác á, thì sẽ phải chờ cho đến by the end of March có nghĩa là từ bây giờ cho đến cuối tháng 3 nó vẫn ở trong quá trình processing nha quý vị cho nên mọi người cứ bình tĩnh chứ không có phải là nó không được đâu tại vì là mạng mới mà cả nhà ấy nó còn phải đưa ra Ờ, rất nhiều những cái phức tạp lắm thì mọi người chờ thêm thì họ cũng đưa ra cái thông tin là sẽ chờ sẽ, sẽ đăng ký và sẽ ở trên cái waiting list từ bây giờ cho đến cuối tháng 3 đó thì ai mà chưa thấy được thì không có gì mà lạ quý vị nhỉ thì chúng ta chờ thêm thôi quay trở về với thị trường thì đấy là thị trường cổ phiếu thì ngày mai mọi người nói là có thể là cái mã của ông ấy nó bị sell the news tin tốt ra thì có thể ngày mai nó sẽ bị xuống thì cũng có một phần đúng nhưng mà họ vẫn cho rằng là à, nó vẫn nó không có xuống với những cái mức như mọi người dự đoán đâu có thể nó chỉ là sideways thôi và chúng ta sẽ chờ đón cái ngày mai khi mà động thái Nga đã đạt được cái thỏa thuận với Hoa Kỳ và các cái nước đông Âu. Nga thì riêng cái diễn biến bây giờ hiện tại là họ chỉ có đánh bắt những cái người mà phạm pháp của Ukraine đã uh, xâm nhập và phá hoại giống như kiểu là phá hoại nga đó thì bây giờ họ ấy nói là họ sẽ chỉ mục tiêu sẽ chỉ là bắn bắt và xâm và và giết những cái kẻ như vậy chứ không có giết người vô tội thậm chí là họ đã hợp pháp hóa cấp hộ chiếu cho những cái người gọi là ở những cái vùng cộng hòa nhân dân đó, của bên Doat với cả của bên phía Donet này, Lan Liu Hans đó thì họ đã công nhận rồi những người này chạy sang từ bên Ukraine sang Nga thì họ sẽ cứ cứu trợ và cung cấp cho nên là không có sợ người dân sẽ bị động thái ảnh hưởng của chiến tranh quý vị nha. Có nghĩa là nó rất là ổn định khi mà nó đã đưa ra những cái cuộc họp thì lát nữa và xà có thời gian sẽ lên like kênh MMV để nói chi tiết hơn về những cái vấn đề mới nhất giữa Nga và Ukraine trong cái ngày hôm nay. Đó thì nói chung là không có ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường đâu cho nên mọi người yên tâm thị trường sẽ sớm quay trở lại. Đó là những cái thông tin mà à, về qua qua của thị trường cổ phiếu. Thế còn à, về cái thông báo của Australia của của bên à, Úc đó thì mọi người họ cũng đã chuẩn bị để lên cái kế hoạch à, chấp nhận CBI New làm payment thì cái tin này cũng là good news luôn cho thấy được là hôm nay có rất nhiều good news cho Shiba Inu và cái cái chương trình reverse split nha mọi người không muốn nhưng mà có khả năng họ sẽ làm đó. Cho nên là very soon có thể là một một vài bữa nữa thôi là mọi người sẽ họ sẽ khẳng định cần phơm tại vì họ đang bàn thuận bàn thảo đó thì nếu như mà họ làm như vậy thì mọi người nhiều người nói là không thích vì là revert như vậy nó lại giống như xếp môn thì uh, sợ nó không có tăng giá được nhưng mà nó không có giống xếp môn đâu quý vị ở CBA New nó có nhiều cái kế hoạch khác nhau mặc dù xếp môn cũng có rất nhiều những cái kế hoạch nhưng mà CBA New thì nó ở cái một, cái một cái lĩnh vực của nền nền tảng khác cho nên là uh, có thể bây giờ sẽ là cái thời điểm để mà nó đang giao động đó thì chúng ta sẽ chờ nha. Tại vì cái tình hình của tiền điện tử á, là một số tiểu bang cũng như là một số nước thậm chí là ông Fed vừa mới ra cái thông báo cách đây mấy hôm ấy, đã chia sẻ đó là sẽ ban những cái nhà lập pháp những cái nhà uh, những cái ủy ban để mà limit không cho họ không chỉ là chơi tiền cổ tiền điện tử mà còn cấm trên cả những cái um, Uh, cổ phiếu vào những cái chương trình private stock nữa cơ nên cho nên là quý vị chờ cái động thái này và đặc biệt là chờ cái thông tin lạm phát ở Mỹ với cái tốc độ tăng lãi suất của ông Fed nữa. Cho nên từ bây giờ cho đến tháng 3 thì mọi cái nó vẫn còn rất là khó đoán. Thì cái cơ hội mọi người lên mua vào nhiều nhiều chút rồi nó lên lời được một ít ít thì quý vị cũng có thể ao gọi là chơi kiếm tiền trong ngày cũng được. Tại vì những cái nhiều nước họ không có đánh thuế trên tiền điện tử cho nên là quý vị có thể ra vào không có sao. Chứ còn ở Mỹ này và xà mà ra vào kiểu đấy thì chết tiền thuế mà chẳng được bao nhiêu đâu quý vị ơi. Đó, thành ra mình có income khác nữa thành ra mình rất là sợ <laughs> chơi cái kiểu được 100 đóng thuế xứ cộng với cái tiền in cũ uh, in khác của mình nữa thì đóng thuế lên đến năm mấy phần trăm thì nó được bao nhiêu đâu cả nhà mà mất công mất phí theo khi cuối cùng thành lỗ tại vì mỗi lần mua ra bán vào nó trừ cái giá trên hiện tại đi này rồi nó còn bị mất phí nữa cái tiền phí rất là nhiều đó thì bây giờ Siba nó cũng đang ở trong cái tình trạng như vậy nó cũng bị dao động như vậy đó quý vị thành ra là Uh, dẫn vẫn rất nhiều người mua vào, cái lượng mua vào cũng vẫn rất là nhiều, thì hy vọng là ngày mai quay trở lại nó sẽ hòa đồng với uh, nó sẽ cạnh tranh với thị trường cổ phiếu nữa, thì nó sẽ có những cái bước tiến mới. Ok, đó là toàn bộ thông tin hôm nay sản muốn chia sẻ cho quý vị nha và hiện tại thì uh những cái mã khác của trên tiền điện tử quý vị vào cái tạp chí hoặc là blog tiền ảo đó. Quý vị có thể viết bằng tiếng Anh hay là viết bằng tiếng Việt thì nó cũng đều ra cả tiếng Anh cũng có mà tiếng Việt cũng có. Tin vắn crypto cũng được này. Đó quý vị vào để đọc thêm những cái phân tích TA những cái um, phân tích kỹ thuật đó xem xem là bây giờ nó đang ở ngưỡng như thế nào thì chúng ta sẽ um, ok nha. Đó nó đang thị trường đang đang hình thành tín hiệu đảo chiều nha nó sẽ xuống như thế này và nó sẽ đi lên đó một cái vòng cung hình chảo như thế này là nó cũng kinh kinh nến nó cũng giống hệt như cổ phiếu luôn đó quý vị chứ không bao giờ nó có đi xuống mãi đâu kiểu gì cái nến nó cũng đi theo cái kiểu lên xuống lên xuống như vậy và bây giờ thì hiện tại là từ bữa mấy hôm nay nó xuống rất là sâu rồi thì bây giờ họ dự đoán là ngày mai thị trường cổ phiếu quay trở lại thì nó cũng sẽ đảo chiều nó cũng sẽ đi lên nha đó thì bây giờ chờ cái uh, ngày mai cổ phiếu quay trở lại thì có thể nó sẽ có những cái biến động hơn là hôm nay đó, thì ba xà hôm nay là ngày lễ chúc quý vị có ngày nghỉ lễ thật nhiều sức khỏe may mắn và bình an hẹn gặp lại quý vị bye bye